tất cả là một công ty chuyên thiết kế và xây dựng nhà ở số 1 của Nghệ An và Hà Tĩnh. Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui vì đã được gặp lại các bạn trong chương trình chia sẻ mỗi ngày một nhà đẹp cùng với công ty cổ phần Phúc Phúc Tân An. Và hôm nay mình sẽ review cho các bạn một cái mẫu nhà 2 tầng được thiết kế theo phong cách kiến trúc hiện đại. Và chủ nhân của ngôi nhà này đó là Bắc Phúc. Hiện tại thì chúng tôi đang có mặt tại xã Đức Lâm, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Và những ai ở gần cái địa chỉ này thì mời các bạn đến để cùng chiêm ngưỡng mẫu thế này. Và xin được chào bác. Đây là bác Phúc, là chủ nhân của ngôi nhà này. Thì trước hết thì cho phép cháu được hỏi bác một chút về quá trình thi công ngôi nhà này. Thì bác có thể cho bọn cháu biết là thì thời gian thi công từ lúc múc móng cho đến khi lúc vào ở là mất thời gian bao lâu bác? Thời gian múc móng từ tháng 4 năm 2020 cho đến là hoàn thành là đến tháng 10 năm 2020. Dạ, là hoàn thành. Dạ, như vậy là mất 7 tháng bác. 7 tháng. Dạ. Vậy thì trong cái quá trình xây dựng, trong quá trình thi công thì bác có nhận được sự hỗ trợ của công nhân bên dân xã ở bên công ty bên bọn cháu không? Quá trình thi công thì nói chung là công ty cũng là cử người anh em ở ngoài công ty vào bộ phận kỹ thuật là giám sát, thì nói chung là rất tận tình và chỉ bảo là cho chủ thờ của bộ phận xây nhà là đều đảm bảo khi xây mở là hoàn thiện. Vậy bây giờ đã vào hoàn thiện rồi thì bác cũng như các thành viên trong gia đình cũng cảm thấy hài lòng về cái cách thức bố trí cả cái công năng sử dụng bên trong, cái sự phóng thủy và cũng như là cái phối cảnh bên ngoài, thì bạn có thể thì hài lòng về cái sản phẩm được chọn tạo ra không bạn? Còn là vậy, để là vậy là ngôi nhà hiện nay đã hoàn thành và cái đã là gia đình đã bao ở rồi. Nó cũng là gia đình là trong đều thì con cháu và cũng cái bản thân tôi và gọi là anh em thì nói chung là mà đặc biệt là gọi trong gia đình rất hài lòng trong vấn đề là phối cảnh của trong ngôi nhà phong thủy, rồi nói chung là trang trí là gia đình rất là mỹ mãn và cũng là rất là vui mừng. Hiện đây thì cháu cũng hôm qua là gửi tặng bác để chúc mừng tân gia đình gửi tới bác. Thay mặt gia đình chúng ta rất thành cảm ơn là công ty và phải đưa ra một số thì tôi sẽ giới thiệu qua cái công năng bên trong của mẫu nhà 2 tầng này một chút. Và trước mặt đây là khu vực phòng khách của ngôi nhà. Phòng khách này được chúng tôi bố trí với cái diện tích là 27 m².
cả hệ thống tân thạch cao được thiết kế rất là đẹp. Và đây là khu vực kệ tivi, tủ tivi, đường tivi và tủ trang trí. Và đi qua cái khu vực phòng khách này là để phòng cho một cái phòng bếp cùng với phòng ngăn với diện tích là 32 m². Tất cả được ngăn cách với phòng khách bằng một cái hệ lam được đặt tại vị trí này. Ở khu vực phía sau là khu vực nhà vệ sinh chung cho tầng 1 và đây là cửa đi ra cái sân gia công phía sau. Ở tầng 1 thì chúng tôi có bố trí cho ngôi nhà này một phòng ngủ với diện tích là 17 m².